liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Thì trong đó có hai cựu lãnh đạo cấp cao của tỉnh Đồng Nai là cựu bí thư Trần Đình Thành, cựu chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái. Hai bị can này đều bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo điều tra, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt mức đầu tư là 1.904 tỷ đồng. Giai đoạn 2013-2015, dự án có 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị. Tổng giá trị 12 gói thầu là 476 tỷ đồng. Cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị cáo buộc nhận tiền bôi trơn mỗi người hơn 14,5 tỷ đồng. Cựu giám đốc Sở Y tế 14,8 tỷ đồng, rồi tạo điều kiện để công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu. Giá các gói thầu cũng bị nâng khống, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.